Xin chào anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với Đăng Vũ. Mình là Long. Video này rất đặc biệt và có rất nhiều điều đón chờ anh em ở đoạn dưới. Nên anh em đừng có tắt video sớm nhé. Đằng sau sự thành công của một người đàn ông luôn có sự hy sinh của một người phụ nữ, phải không anh em? Mình nói như vậy tại vì sắp đến ngày 20 tháng 10 rồi đấy anh em ạ. Từ ngày 10 tháng 10 đến ngày 20 tháng 10, khi mua hàng website Đăng Vũ, các em hãy nhập code theo cú pháp là phụ nữ VN 2020. Mình sẽ để ngay trên màn hình để anh em có thể biết nhá. Tất cả máy mua Đăng Vũ, anh em chỉ cần nhập code đó sẽ được giảm ngay 500.000. Ngoài ra còn rất nhiều phần quà khác như là office bản quyền này, túi chống sốc này, giá màn hình miễn phí trong vòng 12 tháng này, chuột không dây, rất nhiều món quà và hậu mãi đến từ Đăng Vũ gửi cho tất cả chị em, anh em. Anh em nào muốn mua tặng vợ này, người yêu hay em gái mưa thì nhân cơ hội này tặng ngay trong nửa kia một chiếc Surface thì còn gì nữa. Số lượng code tung ra thì bên mình chỉ tung ra cho 100 người sớm nhất thôi, nên nếu anh em muộn ấy thì sẽ không còn code đâu. Nếu anh em chưa biết chiếc máy Surface nào phù hợp với các chị em thì sau đây mình sẽ liệt kê ra một số máy để mọi người có thể dễ dàng lựa chọn nhé. Microsoft Surface thì có rất nhiều dòng sản phẩm khác nhau để có thể phù hợp với rất nhiều đối tượng, rất nhiều khách hàng ở các phân khúc chắc khác nhau và giá nó khác nhau luôn. Thế nhưng nhắc đến Surface, có lẽ nhiều người liên tưởng đến dòng máy tính mỏng nhẹ và bán chạy nhất của Microsoft như là dòng Pro hay là dòng Go. Theo mình, đó là những máy phù hợp với những công việc và thói quen sử dụng laptop của người phụ nữ. Đầu tiên là dòng Surface Pro, có lẽ nó là sự lựa chọn hàng đầu dành cho chị em phụ nữ. Hiện tại Microsoft ra mắt hai sản phẩm, đó là Surface Pro 7 và Surface Pro X, là hai chiếc máy mới ra nhất của dòng Surface Pro. Nó là chiếc máy mỏng nhẹ, với Pro 7 thì là 12.3 inch, rất là nhỏ gọn. Còn đối với cả dòng Surface Pro X thì có màn 13 inch và viền mỏng cực kỳ sexy. Các chị em thì tha hồ cầm đi cầm lại, thấy trọng lượng của hai máy đó chỉ có 700g thôi. Nó như thế nào nhỉ? Nó chỉ như quyển sổ tạp chí mà anh em cầm đi cầm lại. Anh em có thể đi cà phê tán gẫu với mọi bạn bè, đi làm cũng cầm đi cầm lại rất là tiện. Cấu hình ở trên những chiếc Surface Pro 7 và Pro X thì cũng rất là tốt. Pro X còn có cả kết nối LTE để anh em có thể vi vu mà không cần phải để Wi-Fi. Cấu hình ở trên chiếc Surface Pro 7 và Pro X cũng khá là tốt, thoải mái để cho chị em dùng văn phòng. Nhưng mà nếu chị em muốn một chiếc máy nhỏ gọn hơn nữa thì như ở trên tay mình đây, có chiếc Surface Go 2. Đó là bản thu nhỏ của dòng Surface Pro với màn hình chỉ là 10.5 inch thôi, vẫn mỏng nhẹ và cân nặng chỉ 500g. Nghĩa nó còn bé, nó còn nhẹ và nhỏ hơn cả dòng Surface Pro. Phải xem nhà là nó chỉ bằng một cửa sổ A5 thôi, rất là bé. Và Surface Go 2 thì anh em sẽ có nhiều màu bàn phím để lựa chọn. Ví dụ như đây trên tay mình là bản cơ bản nhất, đó là màu đen. Anh em còn có thể lựa chọn đó chính là màu đỏ này, màu xám này, màu xanh này. Nói chung là rất nhiều màu để chị em lựa chọn phù hợp với cá tính này, phù hợp với cả công việc này, nơi chị em đến, đúng không anh em? Surface Go 2 thì giá sẽ rẻ hơn dòng Surface Pro khá là nhiều. Với Go 2 thì anh em tiếp cận rất là dễ, nó chỉ giá chỉ hơn 10 triệu một tí thôi. Còn dòng Pro thì anh em sẽ phải tiếp cận và với giá loanh quanh 20 triệu là thấp nhất. Dòng Surface Pro và dòng Surface Go, nếu mà màn hình mà anh em nghĩ là nó hơi bé với chị em thì anh em hãy lựa chọn phiên bản Surface Laptop. Thì mình nghĩ màn 13.5 inch nó sẽ như là một chiếc laptop truyền thống và nó không có khả năng tách rời như thế này. Nó là một chiếc laptop rất truyền thống nên mình nghĩ là cũng sẽ dễ tiếp cận hơn với cả chị em. Và màu sắc của nó thực sự tuyệt vời, nó có những cái màu đặc biệt, đó là màu xám này, lông chuột này, màu vàng cát này, màu đen black này, và màu xanh biển sâu này. Rất là nhiều màu đẹp dành cho chị em.
cấu hình thì nó cũng rất đa dạng, trọng lượng nó thì cũng chỉ có 1 cân 2 thôi. Mình sẽ để tất cả những cái hình ảnh mà Surface Laptop ở trên màn hình để cho anh em có thể lựa chọn nhá. Giá thì cũng hơn 20 triệu một tí. Còn nếu mà lựa chọn sản phẩm cũ như laptop 1, laptop 2 ấy, thì nó chỉ dưới 20 triệu thôi. Đó là một số cái tư vấn, một số cái chia sẻ của mình về những chiếc máy phù hợp với cả các chị em trong ngày 20 tháng 10. Nếu mà anh em nào muốn mua tặng cho chị em ấy, thì như đầu mình nói, phụ nữ VN 2020 và nhập ở mục thanh toán sẽ được giảm tất cả, máy là 500.000. Ngoài ra còn được tặng rất nhiều quà như mình nói nữa. Nào, ok, hẹn anh em ở các video tiếp theo nhé.